Thưa quý vị, từ đầu năm nay, tỉnh Bến Tre xây lại bến phà Rạch Miễu ngang sông Tiền là để chia lửa cho cây cầu Rạch Miễu quá tải. Tuy nhiên, sau 3 tháng hoạt động, bến phà vẫn mòn mỏi chờ khách. Vì phương tiện qua phà Rạch Miễu phải đi đường vòng mà lại vẫn phải mất phí, nên mô hình hoạt động này đang tỏ ra thiếu hiệu quả, có khả năng gây lãng phí số tiền 100 tỷ đồng đã đầu tư xây dựng bến phà này. Theo ghi nhận, dù phà Rạch Miễu tăng cường khả năng phục vụ hành khách miễn phí cho người đi bộ và xe gắn máy, nhưng lượng phương tiện qua phà thư thớt. Vào các ngày thường, ô tô ít qua lại phà Rạch Miễu mà vẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu như trước đây. Ban quản lý bến phà Rạch Miễu cho biết, có chuyến phà không có ô tô nào, chỉ có trên dưới 10 xe gắn máy. Các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ thì phương tiện có tăng lên. Thời gian qua, hoạt động phà Rạch Miễu thu không đủ chi. Còn lãnh đạo công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết, từ khi có phà Rạch Miễu, cầu Rạch Miễu vẫn còn tình trạng kẹt xe gây ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm các ngày cuối tuần. Trước tình trạng này, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre cần có phương án khai thác vận hành phà Rạch Miễu cho hợp lý hơn để tránh lãng phí nguồn kinh phí 100 tỷ đồng đã đầu tư xây dựng bến phà này. Ông Lê Văn Bảy Hoàng, tài xế ô tô tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bày tỏ các chủ phương tiện thấy đi cầu thuận tiện hơn nhiều, vừa an toàn cho phương tiện, vừa gần hơn đi phà.